Xin giới thiệu với các bác, đây là chiếc bơm trợ lực lái của xe Kia 1 tấn 4, hàng xịn chính hãng nha các bác. Đây, đây xịn chính hãng. Các bác mà có nhu cầu mua hàng ấy thì liên hệ với em qua số máy 0982 446 061 và số điện thoại 0989 737 936. Đây là toàn bộ cái bơm, nó được gói trong này, trong một cái túi bóng màu vàng như này. Vâng, nói chung là cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt ạ. Hãng sản xuất là Yongjin, có series ở đây 82241i, mã của nó là 571004E001. Nó lắp được cho tất cả là 3 đến 4 loại xe. Chắc có một điện thoại bố. Kia 1 tấn 4, Kia K2700 và Kia K3600. Chị đưa chị một ăn vị. Cảm ơn các bác đã xem video.